Đang đến ở chỗ núi rồi. Mấy anh đang nhổ xá đây này. Mà cũng được lâu ngày tôi không quay tại vì tôi cũng hay bận việc. La đây xong là chuẩn bị cho vào bao xong rồi la từ bao xa bên kia. Sao cái nhà bên kia nhỉ? Sao bên kia không nhà vào bao luôn? À, nhà vào bao luôn đi. Nhà vào bao luôn cho nó dễ. Khó lắm bây giờ nhà như này. Nhà này xong. Xong là nhà này xong mới từ đây la xuống. Tích ở dưới kia. Mẹ. Ở tủ đấy tích ở dưới. Xa phết đấy. Nửa cay này. Mẹ bao phải chắc không chắc thì từ đây la đến xe thì bao hỏng hết. Mấy cái lại bao này cũng chắc nha. Chắc ở tại nhà mà. Bỏ cái mẹ bao cái bỏ chắc một tí. Không thì la đến chỗ kia nhiều bao tù cái dài buồn này. Đây là xa quá tù. Tù hết mẹ bao. Bao không dai đâu. Chỉ đứt dai thôi. Bao là chắc. Ôi, phải đài chứ, ít quá không bó. Bây giờ mình bảo là không chắc không đài thì nó bảo có thể đài được. Bảo là cái không thì sáng mai thôi. Bảo sáng mai thì phải lái xe vào đây cho bốc tán lên đi. Thế thì không lái xe đây thì mai lại không có người giúp nữa thì không mang được tán lên xe. À. Thế à. Thì bên này. À. Bên này đi tha thôi, bên này có mấy tha nhỉ? Cống lên thôi. Cống từ người mùa lên. Sao lại bên này là anh em đã vừa đào vừa cống vừa cho vào bao mẹ trước khi ra đồng tiền khó khổ như thế nào sao vậy vừa rồi lại chở vào đấy thì đây la xuống được mà sao vừa rồi lại đào cái đường xe máy chở sao vậy này thì đây la không được thì đây la vào đấy nó còn thả hơi chứ đấy thì bây giờ chở ở đây này. Ừ, tối nay còn không được, có thể ngày mai mới được đi chứ còn bảo tối nay á. Ê, mất thời gian tôi bảo là bây giờ bảo là nếu không được thì sáng mai tôi ra một thể. Đây là nhà này. Ừ. Bên này nhà đi xe cho nó nhổ ha. Ừ. Bên này nó nhổ. Ừ. Sáng này sáng 2-3 nào chứ. Sáng này thấy cái không nhổ cỏ còn to hơn, cao hơn sáng rồi mà. Ơ bên này đào sáng này, đá này không nhổ cỏ thì nó khó như thế này. Đá này không nhổ cỏ đó. Ừ. Cái chó bé này, hôm nay chủ nhà chó bé lại về đây. Cống rồi. Ừ, cái này không nhổ cỏ thì đúng là đông người nhưng mà lái cua đào thì cay mùa này thế nó mới khó này nhỉ. Không nhổ được à, nhổ nó không ra đâu thì mới lái cua về đào. Lấy cua về đào thì mùa này. À, thế này thì không nhanh được đâu. Đào như này thì không nhanh được đâu. Sáng này. Sáng này ấy, kiểu sáng này. Đây hai củ thôi nhỉ. Cái mấy củ ấy. Lấy tay nhổ ấy, không nhổ được à? Lấy tay thử nào. Hai thả, ít to mà. Ghế rồi nhỉ. Bé ra đào luôn nha. Xếp không
Ừ. Bé hết sức rồi. Là cả ngày. Rồi sắp tối rồi. Cố nhá, ngày mai được đi học rồi. Ngày mai là bố mẹ ra là thì mình không ra nữa. Cái chiến nào? Piên nào? Piên nào, piên nào? Búc cái thôi mà, không búc cố mà. Búc cố. Ôi, ở trên này toàn anh em đông không chứ. Ừ, tí ở trên núi. Bị kìa. Hôm nay cũng đông e đấy nhỉ. Nhưng mà mấy tuổi là đấy đông e nhưng mà hôm nay là mấy tuổi là xá không nhủ được. Đã, lấy cuốc đào tìm mùa thì khó lắm. Đứt dây à? Bữa giờ nay tôi rủ chị tao biết thằng cháu. Đời mệt lắm rồi. Bỏ cái miệng bao cháo một tí anh ơi. Cái miệng bao đứt hết dai miệng bao rồi. Bỏ chất cháo một tí cái miệng ấy. Để là tích ở trên này xuống. Mẹ. Khổ lắm đấy. Cái miệng bao mùa bùa không chắc thì mẹ. Một tí là đứt hết dai. Đấy. Bao giờ mới la đến dưới kia mới bao nào mà 20-30 bao thôi chứ quả đủ xe chắc không đủ. Mẹ tối nay tôi giờ đi về muộn rồi, lát nữa là anh em ở trong về la cũng nhanh. Hiện tại đã có một thằng lan rồi. Không nhìn nhỉ. Đi. Dịch lại. Thả hết bao nhanh nào. Thả một bao nhìn không nhanh được không. Bao em bao để thả hết xuống đi. Nên bao này cũng mệt một tí. Nhưng mà cái miệng bao buộc không chắc mấy. Hay đứt dài miệng.